Phần 1. Nói chuyện với ông qua điện thoại. Chào buổi sáng. Đây là mái. Cháu gái của ông. Chào mãi, con khỏe không? Con khỏe, con ông? Ông khỏe, cảm ơn. Con đang làm gì đó? Con đang giúp mẹ chuẩn bị buổi ăn sáng. Con ông? Ông đang làm gì đó? Now this time, we are going to practice to say it much faster. So let's begin. Chào buổi sáng. Đây là Mai, cháu gái của ông. Chào Mai, con khỏe không? Con khỏe, con ông? Ông khỏe, cảm ơn. Con đang làm gì đó? Con đang giúp mẹ chuẩn bị buổi ăn sáng. Con ông? Ông đang làm gì đó? Now let's practice again. This time, I'm going to let you to try by yourself. And then we will practice together. Okay, so let's practice together now. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Đây là Mai, cháu gái của ông. Chào Mai, con khỏe không? Con khỏe, con ông? Ông khỏe, cảm ơn. Con đang làm gì đó? Con đang giúp mẹ chuẩn bị buổi ăn sáng. Còn ông? Ông đang làm gì đó? Okay, now you are going to practice and we will continue with part 2 next time. Goodbye.